bộ bài này nó là bài lá, nếu mà đếm từ trên xuống dưới nhá, nhìn này, không cần phải đếm, tôi đếm cho ông xem, 1 này, 2 này, 3 này, thì lấy cái ngón tay cái này để lấy đúng không? Đúng. Lá trên thì nó dễ rồi đúng không? Đúng, đúng không? Cái này thì sẽ quyết định này, hoặc cái này đâm đây này, à. Nhưng mà bây giờ là ông đếm thôi, từ đây là đếm từ trên dưới nhá, đếm từ dưới xuống, từ dưới trên này, 1 này, 2 này, 3 này, thì đây này, đâm vào đây nhá, ngón trỏ để hướng dưới này nhá, thì cái ngón út này để miết cái này xuống đúng không? Thì cái này mới xuống này. Đấy, các bạn thì cái đếm này thôi, từ dưới trên. Đếm từ dưới trên lên. Anh thấy tay chơi đá vẫn dẻo như thế cơ mà. Được không? Không, từ dưới lên trên cơ mà. Rồi, tiếp bỏ con cái ra. Rồi, một lá, bỏ con cái ra. Ơ, tay cái tay này ông đây này, ông cầm nhá, ông cầm nhà thì nó vẫn đang bị lỏng trên này. Đúng không ạ? Bóp ra nó cũng chặt à. Được chưa? Bóp chặt chặt. Nỏng lên á. Nào, rồi, đấy. Co út vào. Rồi, lại thả út ra. Thả luôn. Rồi, đấy. Này. Tiếp tục. Rồi, đây. Chúng ta vào lại đây nhá. Cái này vẫn cầm chặt nhá. Ừ. Đây là co út vào này. Đâm đây này, miết xuống này. Thả út ra này, đấy chưa? Đấy. Cái này miết xuống này đấy. Đúng thầy đúng thợ chưa? Tay còn thấy út thấp xuống đi nữa. Bàn tay trụ kia chưa trụ này. Bàn tay này cái này vẫn cứ phải giữ trụ chắc nha, đúng không? Thế tôi không là được đứng tấn ở đây đấy. Là đứng tấn ở cái tay trên này. Tay này, cái bàn tay này, cái tay này trụ đây này, nhìn này. Chắc lúc này mà. Đấy. Sâu vào, thọc sâu vào. Chứ cần phải trên trên như này nhá. Đây nhá. Ông cầm đấy, bây giờ ông cầm màn này, cảm giác này. Cứ phải chắc cái tay này đã đúng không? Đúng, đây là đứng tấn chưa? Không, không phải chỉnh cửa làm gì cả, đây, đưa đây. Sang cái này đây. Được chưa? Đưa đây. Là cái này, thúc đi, làm này. À, không hẳn đấy bạn, đây. Rồi, cầm lái này, đây, nhá. Rồi, cầm đây. Được chưa? Bóp chặt cái cưa thôi, bóp hết cưa nữa, giữ vậy, xong giữ nguyên tư thế đấy, cực tay thôi, thả lỏng nào, một này, trên thả lỏng trên đúng không, đây, trên này, thả lỏng trên này, đấy, đây, bài này, đưa tay kia vào đây nào, dưới này, trên lại đâu một cái trên một cái dưới này không đấy cầm cái tay này ông phải độc lập ông phải cầm chắc chứ ông chỉ nhớ tôi cầm chắc tay thôi và toàn bộ những cái bài này ông nghe kỹ này cái lá bài là ở ra ở đấy nhá lá do ở đâu do được ở đây vào đây đúng không nó cầm chắc này nhá thì vút ngày kia nó không ra đúng không còn nếu mà lỏng ra này 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 bây giờ ông đi tôi rồi một dưới này lại một trên này, lại một dưới này, một trên này, một dưới này, một trên này, đấy, cứ vậy, lần nữa này, ngón một ngón đấy, rồi này, xong, nếu một lá trên này, rồi xong lại một ngón dưới này, xong lại trên, đấy, lại dưới, ừ, lại trên, cứ tập vậy. Liu. Tay này nhá, tay này, đưa ra đưa vào, nhá, cầm bóp chặt được chưa? Rồi, đây chặt này, này. Đấy, cứ vậy, cầm thẳng hai cứng ra. Rồi, đấy, một dưới, một trên. Đừng vất đi vậy. Cầm ở giữa này. Cầm ở giữa này, à, xong chưa? Nhá. Lại một lá trên, chậm thôi. Chưa cần vội. Không cần chỉnh gì cả. Này, cũng đặt từ tay này. Đây, để hai đầu gối đây. Được chưa? Đưa vào này. Một lá ở dưới, xong rồi để ra đầu gối đây. Đấy, lấy một lá ở trên. Lại để ra đầu gối đây. Được chưa? Cứ làm vậy đây. Để ra đầu gối đây. Để hẳn ra đầu gối này nhá. Được chưa? Này. Đấy, cứ làm vậy nó dần nó đến đây nha. Đấy. Nó lên trên này, nó dưới là do đâu? Nó do đây đúng không? Do lực này này. Cảm giác chưa? Đấy, cái bài nó duy nhất là nằm ở đây. Nào duy nhất là cái này rồi. Được cái bóng bóp kiểm soát được là thấy nghĩa là dưới thế nào đến năm hai nó là dưới
đây, đến đây có bước thứ hai nhá. Bước một là làm cầm chắc hay không?